Coi tay rồi được thì bóp bóp thử nha, đeo không? Ờ nó y sao nó y y vậy? Máu nó chạy. Dạ không, chưa có đi vô phai mô. Mô này. Mô nấu một con lại. Nấu hai con lại càng tự nó to luôn. Nó ngư càng ngày càng to mà. Nó y như rồng rén rồi. Nhà chính nào đi đâu? Chính đi về ông già gì đây? Già. Ở nhà chính đi đi. Còn còn thì lo đi là ông bây về cho không? Ông cho là cái giờ cái trong là ở riêng phải không? Cho lo đi. Chứ không phải là đất đất hầu giờ đi chứ không phải là đất mua. Hầu giờ đi. Chào ông Quỳnh đi. Ông quên chưa? À, em tới gì đang quên không? Đường. Đường. À. Trình Văn Đường. Giới thiệu đây là mấy anh em trong chung. Đi Quỳnh, đi Thi. Đi Thịnh. Còn mà Bi Quân kia còn ở đâu? Em ở dưới Phú Hiệp á. Phú Hiệp á. Ủa, nước là non là ngon người ta. Còn nè. Nãy giờ ở đâu trốn đâu không thấy. Sáu tuổi là đi học rồi chơi đúng không? Màu giáo, màu giáo mà đi dịch rồi, không ở nhà. Hồi đợt mới đi khám anh không biết hả? Không biết đi làm mà cảm ngàn mà tao mù á. Ôi mưa biết rồi. Ôi mưa cái gì khám ra sao? Hầu trước là đâu bị gì đâu. Không biết gì luôn. Ôi mưa bị ba tử rồi. Ba tử. Ừ. Cảm đây đè đây gì đây? Nói gì vậy không? Cuốn luôn. Chiều nó coi đấy không chiều nó coi đấy mình sửng sơ vậy chứ không phải vậy chứ đồng mấy người tương lai mình mất con chỉ mà nó con chỉ mà đâu mấy chị đó hả nó 5 tuổi vậy là 91 à 91 90 chín đấy tầm đấy 91 ý hôm nay mày đi mấy cái hoạt động đi nhiều một tấn đi miết à đi nhất vậy có cái thời gian mình đi. À. Ví dụ có chương trình bây giờ ông nhau có chương trình rồi tổ chức vậy có cái hội gì ông hay là tự mình tổ chức tự mình gom góp lại đi mình gom góp lại chứ chứ không có cái hội gì hội là hội riêng ví dụ mình nhắn trong đấy mà thằng này góp được nhiêu góp vậy kiểu vậy chứ không phải là có sẻ có sẻ cái đồ gì ở tiêu quê đứng ra tổ chức đồ nó cũng hỗ trợ như ông nhau mà giờ đi hết ông tôi cho đi nhóm tự lập không đi tự lập cái nhóm giờ đây giờ mình mình làm đi đúng rồi có người cao ti hơn mình nữa giàu có hơn mình nữa đứng ra tổ chức rồi nó ngon đúng không đúng không chứ còn mà tự còn mấy cái hội mình tự lập thì mình có nhiêu mình có nhiêu cho nhiêu vậy thì vậy cho nhiêu vậy chứ còn nó đang mình thôi cho nó đồng nơi thì nói chung mình cũng muốn càng nhiều càng tốt đúng không nhưng mà cái hội thì nó cũng yếu quá yếu tập trung nhiều người vậy đi nhiều người lắm rồi họ mất em rồi lúc thấy đâu cũng làm tai nạn rồi mà gia đình rồi thấy khổ lắm đủ không thể nào đồ máy này không tắt đấy rồi ta nhà chưa to luôn đấy nhà chưa to đó mưa chắc dọc quá cái bàn bàn đường đưa coi tay thử được thì bóp thử nha đeo không ờ y sao nó y vậy máu nó chị ờ máu chị vẫn
Ủa rồi vô nó tao y như điện giật kìa. Điều ấy như giờ cái đấy giờ nếu mà mình hết tiền mình không có chị nữa mình dừng lại là sao đây? Có lè ném đóng đúng không? À, à đi luôn. Sống gì mấy mà. Ờ sống giờ mấy. Lè xin cỡ luôn ạ. Đêm giờ đêm mà mệt không? Giờ mình uống nước nhiều quá. Ừ. Mệt. Để uống nước gì nào? Thằng lạc được. Lạc à. Thì nước nữa nha, cũng thuốc không ạ? À. Thì uống vậy uống nước cũng bị này cũng cự nước nè. Nước mà. Cự nhưng nên cự nước mà không? Được. Nước mà cự thôi ạ. Uống mình gái uống cho là đập lặng mày giờ đi. Cá lạ. Ý cái cự cơm không? Rồi, ý là giờ đụng cho con y đúng không? Mà quy hết y là hết y là một tiết mỗi nó đi. Đúng không? Đụng cho coi y vậy. Ờ. Ý cá quan trọng ấy sao? Không. Không cái quan máu. À cá quan à biết rất là cái mệt này mệt máu đấy chị. Nó hở ra là phải mổ lên cái chỗ khác à. Rồi gì? Không. Hư ở đây à. Hư rồi. Mổ lên đây. Giờ em có số tài khoản thẻ đâu gì không? Có luôn không? Ờ giờ viết bài thì viết viết phần đăng lên luôn cũng được. Ờ văn thơ rồi hay hay nhưng mày. Và tính là bên văn mà. Ờ còn không hay thì nói tao dễ đúng gì lối chứ. Có có mẫu luôn. Ừ. Đây ông quen bài vẽ đăng lên rồi cho người ta thấy rồi. Thì anh tính gì vậy ta? Trình Văn Đương. Chín giờ mà má rồi. Được. Đợi vậy được không? Vô coi nữa không? Coi luôn rồi đấy nhắc. Ừ, khỏi rồi cứ. Ê, đợi vậy được không? Đợi vậy được không? Ừ. Anh thích đợi sao được? Ừ. Thì vậy, kiếm gọn được rồi, kiếm gọn luôn. Đang đợi đây là đâu? Ừ, nó không chạy xuống có chuyện đâu. Hỏi đi. Anh kèm này quay. Còn Dũng ấy. Con mình đi. Kèm quay, cô chụp đi. Chúc mọi người là chụp màn hình được. Em ngang quay này, quay về cho tiền dễ không? Đi, mình em lại đi ta. Đi chút, anh thấy cái đeo. Đi, anh cũng đại dương. Bơm. Số cam đó, nghe. Chút nữa mà giờ làm thứ ba vậy, được mà có thì ai mà lo thì chọn đó nha. Dạ. Dạ. Thôi. Dạ. Được chưa? Anh cảm ơn mấy cái gì à, cũng giúp cho anh mà cũng giúp à, khác còn cái gì cũng khó khăn hai chị chơi hồi trước không quen rồi nha biết đâu thì quay à, đúng không? Quay là việc đen lầu nói gì nữa đợi số điện thoại rồi vô đấy nói về nói đó ai nói cái xem không? Đó, vô coi thử.